Đò qua nhà chị Hai. Khang đâu? Qua nhà bác Hai xin cái khẩu trang. Chị Hai đừng coi giùm má đi. Con quá, con nghe ở đứa nào nói nè.
Ai là con của ông mình đại diện gia đình nên bởi đầu ông Nhật Quang. Coi sửa sửa cái đầu được ngay lại lên đây. Không, khi cái giường ra, khi cái giường ra. Được. Mà anh bà đậu thôi chứ bà đậu. Anh bữa lên ghế anh kiểm tra lại giùm em lần cuối ha. Cái ba anh có nằm xuống giữa của anh Tài chưa? Cần em chỉnh sửa tới luôn thì đúng rồi. Cảm ơn các ông, bây giờ cảm giác nha. Số ngủ nè. Rồi trời thử có ngán ngay không? Anh dòm giữa tâm số ngủ của ông ha. Tóc ngón tay của anh đó con ngán chứ. Cái giò đến đây chứ dưới bên kia để em đây em đó đừng cái đấy để tôi coi mặt
Chìm cảm không? Chị Năm xuống kiếm giùm em cái mâm với cái dĩa sành. Chị bơ 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 chị ba bơ bơ bơ
còn con nữa. Đúng rồi.
Thank you.